là Tết rồi, ngay cổng vào là đã thấy đào quất rồi. Để xem cây bụt mini này là bao nhiêu. Mini này cháu bán 1,7 triệu ạ. Cây nhỏ nhỏ này là bao nhiêu tiền? 220. À có cả ấy đây. Có cả chậu khuôn sẵn đây rồi. Còn đâu cây này là họ về bén rễ vào cái rổ rồi chứ không phải cắt rễ nên về trồng vào cái chậu cảnh. Cây này nhà cháu trồng ở đây là mình phải ít ra nên ông chơi đến giữa năm luôn. Cái này ít ra năm rưỡi. Cái kem mà loại trên chậu gốm này thì bao nhiêu ạ? 1,7 triệu ạ. Là như nhau hết đúng không? 1,7 triệu. Bằng nhau hết. Cây này được đấy. Cái con bình bé thì nghe em có. Đấy. Tại vì bình bé thì cũng cây này có cả hoa, cả quả non này cả. Hoa quả xanh và chín có cả. Cây này thì quả to hơn. Đây quả to hơn. Cây này nọc cứ khó cả. Cây này hay hơn, cái này quả to hơn. Cây này quả to hơn này. À, cũng đầy đủ cả. Giá hợp lý đấy. Cây để cái đun. Và về đắp được kiểu cảnh thì hay. Các bạn khác. Không lấy chậu được, không lấy chậu được. Đấy. Xong rồi phải cửa cái kiểu cảnh. Cái hang dài là kiểu cảnh. Rồi được rồi, được để sang bên các bố cái đã bước vào đứng sau. Xem của bố tí nha. Đâu rồi? Cúc mốc. Xem cái cúc mốc này thế nào. Cái cúc mốc này đấy. 3 đồng à, căng quá. Đây tổng thể này nha. Nó hơi to ấy, mà lùi đằng sau thì ô tô nó tông cho mất đi. Đó. Thấy chưa? Đấy, tổng thể rồi nha. Cúc mộc. Giờ hết hoa đấy. Hoa nó như hoa cái cây. Hoa nó như hoa cái cây rau cải cúc cơ mà. Cúc. Họ nhà cúc. Bệ đây. Đây này cho lên cái chậu tròn tròn này. Chậu men cổ men xưa tròn tròn ấy. Cho cao. Có vẻ là hơi bị thiếu ăn thiếu uống phải. Cúc mốc. Nhưng ông này cũng là có cái cúc hay quá. Giữa cái dưới đống lộn nhộn này. Đó. Du này. Chỗ này mấy trăm cây thôi. Đồng đúc quá này. Không bán hàng à bố? Để lùi vào trong xem này. Này về chỉ có để nguyên dáng chứ làm lại vẫn làm lại hơi khó. Thích cái dáng già với dáng của nó. Đây. Cây này là cống thịt à? Cây cống thịt à? Vừa nãy vừa hỏi đi qua cái hỏi trong vòng gửi xe khoảng 3 triệu. Điền nè, xem Nam Điền. Hay quá, cái này phải làm cái hang dài hơn.
dài hơn chút để đón được cái tán. Vừa rồi nó chậu nó đang hơi đuối cho cái thân tán. Đây là bố mang cây nào đi đây? Hả? Mang cây nào đi đây chú? Ăn nó một cây. Quay cây cột điện thế này. Ok. Cột điện. Sung. Bán cái sung rồi. Sung trước Tết thì bán dễ. Sung trước quẹt Tết. Đây là bố. Vậy mang hai cái ruối đi à? Bán một cây sung, một cây ruối 720 cây. Sung 400 cây. Nhanh nhỉ? Cảm ơn em. Đây là giờ còn lại hai cái này à? Đây là một tất tiền. Cây cao. Cây này 1 triệu 1 triệu, đây, cây này chắc ít hơn, ít tiền hơn. Cây con này. Cây con này 800, một cây to to này. Cây to 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi, đấy. Làm đôi ở cái này nhà cổ làm đôi nhỉ. Để xuống hay. Cây cúc kia là của ông Thìn à? Cúc của ông Thìn, ông ấy đòi 3 triệu. Không thèm ra bán. Ra bán thì ông bảo 2 triệu là lên mình bảo. Chứ đang đi uống nhiều rồi à? Chưa đi. Đi thăm chợ. Thăm chợ, đấy, dưới. Dạ rồi. Chuyên ruối này, chuyên du ruối. Ruối, du. Du ruối, sung, cần thang. Đấy, chi mai. Để sang xem đào quất viết như nào là cái nha các bác nhé. Cho bà ngắm tí vào chủ nha. Xem nào. Đấy, ví dụ như cái cây nhỏ nhỏ này thôi này. Chơi bonsai thấy rất là hay. Cái quất mình đừng có cầu kỳ quá. Mà một cái cây mình chọn được nó có cái quả ưng ý và có những cái lộc non, rồi là quả non có cả hoa, nói chung là tứ linh ấy. Có đầy đủ cả quả xanh, quả chín, rồi là lá mỡ màng, có hoa và có lộc. Đấy, quả mỡ thì xung xuê là mình chọn thôi. Và mình nếu mà cây nhỏ này thì mình lên làm cái tiểu cảnh thì đắp lên hay làm cái hàng dài đó, mình làm cái tiểu cảnh thì nhìn nó rất là hay. Bởi vì là cái quất này người ta tuy là nhỏ nhưng mình người ta ươm trong cái chậu, trong cái rổ, cho nên là nó ổn định trong đấy rồi. Và mình không phải là đào mới từ dưới đất lên. Nếu mà đào mới thì đất lên mà đóng tiểu cảnh vào thì nó sẽ rất là dễ héo. Nhìn nó một vài ngày là nhìn nó biết ngay nó rụng lá. Nhưng mà đây thì gần như nó trong bầu rồi. Trong bầu sẵn. Ta chỉ chọn cái cây mà nhìn nó dáng dấp thiên nhiên chút. Xong rồi đặt tiểu cảnh này thôi. Để xem cây này. Này cũng khá là ổn, nó thiên nhiên nhưng mà hơi thưa quả, hơi thưa. Cây này thì lá hơi bị vàng, quả thì hơi không đều, hơi nhỏ. Quả mỡ này tốt, nó đều. Không cần nhiều quá. Ở đây lúc mà hoa mắt. Đấy, cây được đấy. Cháu lấy vào 150 rồi cô ạ. À.
đây sáu triệu sáu một cây chum này thôi, không phải là đắt quá các bác ạ. Nó ổn định trong cái chậu gốm này rồi, nên quay quất nó lùm bùm nó hơi khó. Mình là người nhà ông Lập thì sao phải đứng ở chỗ này? Người nhà ông Lập thì sao phải đứng chỗ này? Anh ở đâu? Người nhà ông Lập. Lấy cây đi em, em bớt xong về nhà. Chưa chơi, tí nữa mình lấy. Giờ đang đi quay phim đã. Bây giờ nếu mà bác xem ưng đôi nào thì tiền đôi ý. Nếu bác lấy đôi trong này thì rẻ nhất này. Đôi này đá tiền đôi kia rồi đó. Cứ nhận người nhà thôi. Sáu. À đây bên này chục bảy. Các quý vị là có dịp được lên đây để năm mới mà có dịp để kiếm ăn, mưu sinh, thời gian tăng thu nhập, thì hàng Tết. Đấy, nếu mà có máu kinh doanh thì nên đầu tư ạ. Tất nhiên nó không phải có cái duyên nữa, nhưng mà đó là một cái dịp để gia tăng thu nhập. Chuyên trúc đấy. À vâng. Đẹp quá. Cái này một khóm này là bao nhiêu đấy? Một khóm này thì nó tùy theo khách mua khóm nào thì tiền khóm khác nhau. Tùy theo cây to. Ví dụ như khóm này. Đấy, khóm hoành tráng đấy. Khóm như đôi này là đôi Phúc Lộc Thọ Tam Đa là mình bán 3 triệu rưỡi. Xanh mướt, thích nhỉ. Đấy, rồi này hay cái con này hay nhỉ. Đốt nó chuẩn tít ở đây là đây. Rất khỏe cây. Chúc Phật bà. Vâng, chúc Phật bà quan âm. Rất xanh tốt. Đấy. Thân đấy, bà Tam Đa đấy. Hôm nay chúc tổng vận thẳng mà. Vâng. Nó thuộc bộ cây quân tử. Vâng. Không. Ra tí để nhìn hết. Đấy. Cao độ đưa vào phim đẹp hết đấy nhỉ. Vâng. Đấy. Là đang có 4 khóm. À bên kia cũng có một ít nữa. Không không. Vâng. Còn khách đặt 2 đôi đẹp. Vâng, hay quá. Khách đặt hàng 2 đôi đẹp. Hay quá. Kia 2 đôi kia đúng không? À. Rất đều. Làm hay quá. Đấy. Đẹp đấy, chúc đẹp. Tán như tán tùng. Vâng. Chào bác chủ nhá.